Anh hai có nghĩ em nên làm KOL không? Cười khinh bỉ vậy hả? Tôi ghét mỹ mội lắm nha. Ăn đi, bấm điện thoại hoài. Em đi học lại thấy sao? Thì chắc tại học online quen rồi á, cho nên em thấy hơi lười. Nhưng mà cũng vui, tại vì gặp bạn vui. Với lại dịch được kiểm soát, cho nên em thấy cũng mừng. Ừ. Ủa, mà chừng nào anh hai đi làm lại? Chưa biết nữa, chưa có nghe nói gì hết. Hôm bữa mẹ gọi anh hai. Con bé này, chuyện chủ đề ngang ngược. Mẹ mới chuyện chủ đề ngang ngược á, đang nói chuyện với đứa con gái, tự nhiên hỏi đứa con trai. Ủa, mà hỏi vô gì vậy? Không nói. Ủa? Gì mà tụng, ngon. Hello. Cái kẹo này lục của tao. Ơ, trả kẹo đây. Cái kẹo này của tao. Trả kẹo đây của bố. Alo, mẹ hả? Mẹ nè, tụi con trển sao rồi? Sao nó lại ở đây? Ai? Con hỏi là thằng cô Bún đó. Sao nó lại ở đây? Ủa, thằng cô Bún nó lên tới trển hả con? Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Thì mấy bên đây dưới quê á, dịch nó khó khăn, làm ăn khó khăn lắm con. Bây giờ hết dịch đó, người ta cho đi lại rồi. Mà dì Năm á, với gửi thằng cô Bún lên á, để xin việc làm cho nó. Thì thôi, cho nó ở nhờ ít hôm đi. Rồi con giới thiệu việc làm vô chỗ nhà hàng của con á, cho nó làm nha. Mẹ nói cái gì? Bà con chùm sớm không mà con. Nhưng mà mẹ à, cái gì á thì mẹ cũng phải nói trước với con chứ. Thôi mày ơi, thôi mày làm ở nhà hàng 5 sao á, 6-7 năm nay rồi. Con ho một tiếng là con xin được việc làm cho nó liền à. Ở dưới quê con biết sao, nó nấu đám á, hoành tráng lắm, con yên tâm đi. Nhưng mà mẹ à, không có nói nhiều. Bà con chùm sớm không á, mày đừng có nói gì, tao mắc mặt cái gì Năm lắm á, nghe không? Mẹ. Gì vậy? Không có gì hết. Ai vậy? Đừng có mở cửa. Làm gì vậy cho nội? Ủa? Hello Ngân. Anh Thắng. Sao nó đây? Ờ, má anh kêu lên đây ở ké dài hơn. Rồi nhờ Hy giới thiệu việc làm cho anh. Anh hai của em hả? Ừ. Ổng nè. Ờ, khỏe không Hy? Nãy nhìn không ra tôi luôn đúng không? Ai cũng lớn mà, nhìn có ra đâu. Trời ơi, có bạn có ghế trong nhà sao không vô nhà ngồi nói chuyện đi. Con gà nó ngủ kìa anh ơi. Ngủ hả? Đi, đi vô. Coi chuyện nó bổ, coi chuyện nó bổ. Không sao, không sao. Ủa, mà mẹ em dạo này dưới sao rồi anh? Mẹ em khỏe mà, ở dưới tối ngày chơi với anh nè, anh qua anh thăm hoài. Trời đất ơi, má em cứ gọi lên cho em hoài à. Ủa, mọi người ở dưới dạy này sao vậy anh? Mọi người khỏe em, ai cũng tiêm hai mũi hết trơn rồi á, nên việc đi đứng đó, nó cũng tự do. Mà có điều làm ăn cũng hơi bớt. Với lại cái nghề nấu đám của anh á, trong thời điểm này cũng chưa làm được gì nhiều á, nên má anh mới nhờ dì Sáu nè. Xin lên đây ở kế dài hôm, xong rồi nhờ Hy giới thiệu việc làm cho anh luôn. Dạ. Anh cứ ở đây đi, cho tới khi nào mà có việc làm á. Tại nhà anh em thuê á, cho nên cũng rộng với thoải mái lắm. Đúng không anh hai? Anh hai. Ừ. Sao vậy? Đâu có gì đâu. À mà anh hai mua cho em điện thoại mới đi. Điện thoại đâu không xài. Chứ anh hai nghĩ đi, cái điện thoại của em nè, vừa phải quay phim, chụp hình, xong rồi làm nhiều thứ lắm, mà nó cũ mềm rồi. Anh hai mua cho em cái điện thoại mới thì em sẽ làm thuyết trình đẹp hơn, em sẽ được điểm cao hơn. Anh hai phải đầu tư vô tương lai của em chứ. Đó thì tới sinh nhật của em không có đòi quà anh hai nữa. Chứ bây giờ đòi điện thoại rồi còn đòi quà nữa hả? Có cái mùi lôi nha. Thắng cứ thoải mái ở đây chơi. Vậy ba hôm ha. Chứ bây giờ bên nhà hàng của Hy á cũng chưa có mở cửa lại. Ủa, hôm bữa cô Sáu có đưa cho Thắng coi cái tên nhà hàng nè, nó mới mở lại hôm qua. Thì có phải không?
À, Thắng đợi chứ. Alo, Huy hả? Mày có đang ở quán không? Sao mà người đi làm lại á mà không báo tao gì hết vậy? Tao biết rồi. À, anh Hai đi trước nha. Ủa? À, Thắng cứ thoải mái ở lại chơi nha. Ủa, anh Hai? Anh Hai? Nè, sao không gọi điện báo cho tao biết hả? Tao mà không lên web á là không biết cái gì luôn. Thật ra mày chưa biết gì hả? Biết cái gì? Làm cái gì mà lề mề quá vậy? Cậu Huy, theo tôi. Quán đang gặp khó khăn, cần phải cắt giảm nhân sự. Tại sao lại là em? Ai làm hay nghỉ là do chủ, sao tôi biết? Mà nè, đừng tưởng với vài ba cái công thức vớ vẩn của cậu mà làm mất mặt được tôi ngay tại cái nhà hàng này. Mày biết thằng Trà không thích mày mà. Tao cũng không biết tại sao ổng không ưa tao nữa. Cứ nói tao có ba công thức gì đó mới rồi lên mặt với ổng nữa. Thì mày hay chê món ăn của thằng Trà. Hơn nữa mày lại còn hay nêm nếm, ghi chép theo công thức của mày nữa, nên thằng Trà ghét mày là đúng rồi. Chứ mày coi, mấy cái món ổng làm gần đây á, ăn được không? Tao nghe nói thằng Trà bảo với chủ quán mày là người yếu nhất. Nhưng mà thật ra thằng Lâm mới là người yếu nhất. Thôi đừng có lo mà, có chỗ nào tốt tao giới thiệu cho mày. Mày giỏi và sáng tạo, nấu ăn còn ngon hơn ổng nữa, có gì đâu mà lo. Thôi bỏ đi, tao cũng chán phải làm thuê rồi, về trước nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm đi cả nhà ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi em mới được ăn mấy món Việt Nam này á. Tại anh Hai của em làm ở nhà hàng Tây, cho nên là tối ngày á toàn làm ba món bò bít tết, xong mà bánh ngọt không à. Ngon nhưng mà ngán lắm. Em thích ăn mấy món Việt Nam như vậy. Vậy phải ăn nhiều vô nha. Trời ơi cũng hên lắm. Hồi sáng anh đi á, má anh á có bỏ vô một con gà với mấy con cá tươi. Tại vì biết sao, má anh biết thì được khoai cá lắm. Còn con gà ngày mai mình nấu món khác. Hôm nay mình ăn cá đi. Nè. Hai con cá này cũng là của tao, không biết chưa. Cô bố cho hai con cá cho mẹ tao nấu canh. Mà hôm bữa đám giỗ á, em có nghe dì Năm nói là anh học kế toán ở Cần Thơ mà. Cũng được một năm học hành không ra đâu hết trơn á, nên thôi anh về anh phụ má luôn. Sẵn anh biết nấu vài món ăn á nên anh đi nấu đám, mà người ta thấy ăn được á cái người ta kêu đi suốt luôn, lại quay tới dính tới giờ. Vậy là anh cũng giống anh Hai của em rồi. Anh Hai em cũng mê nấu ăn đúng không anh Hai? Anh đừng có lo, anh Hai em làm trong cái nhà hàng này lâu lắm 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 luôn rồi đó. Kiểu gì xin cái là người ta cho à, đúng không anh Hai? Anh Hai, sao anh Hai không nói gì vậy? Anh đang hơi mệt xíu. Trời ơi, thường ngày á nói nhiều dữ lắm mà tự nhiên hôm nay lại đặt nói ít rồi dễ. Chứ bây giờ em muốn anh nói cái gì hả? Dạ. Em có biết á, so sánh như vậy là kỳ lắm không? Hai công việc hoàn toàn khác nhau. Anh lúc nhỏ lúc nào cũng toàn tâm toàn ý vô đầu bếp hết. Còn Thắng thì... Anh sao vậy? Thì tự nhiên em thấy hai người có sở thích nấu ăn chung nhau thì em nói thôi. Tự nhiên cái quạo em. Anh Hai bị đuổi việc ở nhà hàng rồi. Thắng nè, Thắng cứ thoải mái ở đây chơi vậy hôm, rồi mình kiếm chỗ ở với việc làm khác nha. Còn cái việc mà Thắng nhờ Hy thì... Không sao đâu. Chắc là ăn xong rồi Thắng tranh thủ về quê luôn. Để về Cần Thơ rồi là ngày sau á Thắng kiếm việc làm cũng được mà. Vậy ha, ăn đi ăn đi. Trời ơi, nó nguội hết trơn rồi. Nè. Nè, ăn vô, ăn vô. Nè.
Anh đi cẩn thận nha. Anh đi nha. Vô đi. Anh về rồi. Hai xin lỗi nha, nhưng mà hai không làm gì khác được. Dạ ơi, em hiểu mà. Bà má, bà cũng đưa mình vô thế khó nữa. Tuấn nè, đợt này hai không mua điện thoại mới cho Tuấn rồi. Trời ơi, có sao đâu. Với lại sinh nhật lần này hai không cần phải tổ chức cho em gì đâu, tốn kém lắm. Em nói cái gì vậy? Sinh nhật là phải tổ chức chứ. Nhưng mà lần này mình làm tiết kiệm hơn chút nha, để cho hai nấu khỏi ra tiền. Ồ đúng rồi, mà anh hai nấu thì cũng giống như tiệm nấu thôi chứ khác gì đâu. Vậy em mời thêm mấy đứa bạn thân nữa à, cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà đồ ăn là anh hai nấu, nhưng mà anh hai phải nói là em nấu nha. Chi vậy? Sống ảo. Sống ảo rồi á, có no không? Trời ơi, không no mà sướng anh. Đếm lai sướng nè, nhìn nè. Quá đã luôn á trời. Ủa? Cái này là... Thì đúng rồi, ai hai nấu nhưng mà em chụp sống ảo. Nhiều lái bộ. Ồ.